Mày có biết mày đã hại chết con gái tao rồi không? Mẹ! Bà ơi! Mẹ! Tất mẹ là lỗi của bà. Tại sao bà sinh ra cái thứ vô dụng này? Tại sao lúc nào bà cũng đổ lỗi cho mẹ hết vậy? Sao bà không nghĩ người có lỗi trong chuyện này là ba hả? Bao nhiêu năm qua, Hải đã nuôi nấng Thiên như một quân cờ. Và quân cờ đó đã được sử dụng vào cái ngày Hải giết chết người bạn chí thân của mình. Ba muốn con thay ba nhận tội giết người. Những tập tiếp theo của phim truyện Việt Nam Trận Đồ Bát Quái, 20 giờ các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1.